Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Liên đội Tiểu học Mò Tre tổ chức hội thi phụ trách sao giỏi nhi đồng chăm ngoan. Tất cả các em học sinh đều rất hào hứng tham gia và cổ vũ cho hội thi. Với 18 đội thi đến từ 30 lớp, các đội trải qua hai phần thi là văn nghệ và phụ trách sao. Hai phần thi này được ban tổ chức sắp xếp xen kẽ để tránh sự nhàm chán và thu hút được sự chú ý của tất cả các bạn học sinh. Đã rất lâu rồi trường em không tổ chức những hoạt động ngoại khóa này vì do dịch bệnh, và khi hôm nay được tham gia cái chương trình này thì em học được rất là nhiều kỹ năng. Ở phần thi văn nghệ, các đội dự thi tham gia phong phú về thể loại như hát, múa, nhảy dân vũ. Còn đối với phần thi phụ trách sao, các đội đã lồng ghép nhiều chủ đề ý nghĩa như kính yêu Bác Hồ, con ngoan trò giỏi, vệ sinh sạch sẽ, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, giáo dục các sao nhi đồng phải biết kính yêu các thầy cô giáo, biết nói lời hay, cử chỉ đẹp. Các tiết mục đều có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ cũng như nội dung muốn truyền tải. Chuẩn bị cho hội thi phụ trách sao giỏi nhi đồng chăm ngoan, đây cũng chính là một trong những hoạt động thường niên của Liên đội Trường Tiểu học Mò Tre. Các em cũng đã được làm quen với các hoạt động đó. Chính vì vậy, các bạn đều thể hiện đúng chủ đề, nội dung của hội thi. Các em nhi đồng đều rất là hứng thú và hào hứng để tham gia. Hội thi phụ trách sao giỏi nhi đồng chăm ngoan là dịp để các anh chị phụ trách sao, các sao nhi đồng được giao lưu học hỏi, được trau dồi về kiến thức kỹ năng công tác nhi đồng, đồng thời tạo sân chơi để các em thể hiện năng khiếu và văn hóa ứng xử của mình, từ đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn đội phụ trách thiếu nhi. Hội thi phụ trách sao giỏi là một trong những hoạt động trong chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Đây là một sân chơi hết sức bổ ích, góp phần giáo dục về nhiều mặt cho các em thiếu niên nhi đồng thông qua các cái chủ đề sinh hoạt sao, và đồng thời rèn luyện các cái kỹ năng cho các anh chị phụ trách sao cũng như các em nhi đồng khi mà tham gia sinh hoạt. Và ngày hôm nay thì được về dự hội thi ở tại Liên đội Trường Mò Tre, chúng tôi thấy một cái không khí rất là vui tươi, rất là hồ hởi chào đón của các em. Các đội thi thì tham gia rất là nhiệt tình, các em thể hiện các cái chủ đề mà được lựa chọn hết sức là ý nghĩa, và đặc biệt là các em nhi đồng tham gia cũng rất là tự tin. Hội thi kết thúc thành công tốt đẹp, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa tới học sinh. Thông qua những hoạt động ngoài giờ lên lớp này, các em đã được vận dụng những kiến thức đã học để trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục cho các em về phẩm chất, lễ phép, trung thực, thân thiện và trách nhiệm. Từ đó góp phần phát triển công tác đội và phong trào thiếu nhi của thành phố Sông Công ngày càng phát triển.